Hiện nay bạn có thể dễ dàng tìm mua sữa rửa mặt Innisfree tại bất cứ cửa hàng mỹ phẩm, siêu thị nào, bởi đây là dòng sữa rửa mặt quốc dân được rất nhiều người tin dùng. Thế nhưng, bạn phải tìm cho mình một địa chỉ bán hàng uy tín để mua được sữa rửa mặt Innisfree chính hãng. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn, vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Hơn nữa, khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng còn lỡ mua phải hàng giả thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe hay không và shop giúp bạn trẻ đẹp com là một trong những địa chỉ bán mỹ phẩm chính hãng với cam kết hàng chính hãng 100% và hoàn tiền 200% nếu phát hiện hàng giả hàng nhái hơn nữa luôn sẵn sàng tư vấn giúp các chị em tìm được sản phẩm phù hợp nhất cho làn da của mình luôn đặt lợi ích của khách hàng lên trên hết cho phép khách hàng nhận hàng kiểm tra và thanh toán Đồng thời với phương châm bán hàng từ tâm, shop giúp bạn trẻ đẹp luôn mong muốn mang đến cho các chị em một vẻ đẹp hoàn mỹ nhất. Vậy nên, hãy yên tâm lựa chọn và sử dụng sữa rửa mặt Innisfree chính hãng ở shop mình nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả Shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt Innisfree là sản phẩm có nguồn gốc, từ tự nhiên được tạo ra từ chính trang trại của hãng tại đảo Jeju. Hiện tại, có 6 loại sữa rửa mặt Innisfree chính hãng được ưa chuộng sử dụng nhất đó là Green Tea, Jeju Volcanic, Oluzio, Bija White Paw, và Forest For Men Oil Control. Với mỗi loại sữa rửa mặt sẽ có tác dụng khác nhau và phù hợp với từng loại da khác nhau. Một là dòng sữa rửa mặt Innisfree trà xanh là dòng sản phẩm chiết xuất 88% từ lá trà xanh được trồng trên chính hòn đảo Jeju. Nhờ tinh chất từ trà xanh, sữa rửa mặt Innisfree trà xanh giúp làm sạch sâu, chống oxy hóa và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Loại sữa rửa mặt này cực kỳ phù hợp với làn da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Hai là dòng sữa rửa mặt Innisfree Jeju Volcanic có thành phần chính là cho núi lửa với tinh chất than hoạt tính giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, giải quyết tình trạng mụn ẩn, mụn đầu đen với thành phần từ tự nhiên, sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt dành cho người da dầu và da thường. Ba là sữa rửa mặt Init Free Oleo có thành phần chính là tinh dầu ô liu giúp làm sạch da mặt nhẹ nhàng và bổ sung thêm dưỡng chất, cấp ẩm cho da hiệu quả. Đây là loại sản phẩm rất thích hợp cho người da khô, thô ráp, kém sức sống. Bốn là sữa rửa mặt Init Free Bi Bổ có thành phần chính được chiết xuất từ nhục đậu và các thảo dược tự nhiên giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, hỗ trợ điều trị mụn hiệu quả. Đây là sản phẩm được chuyên dùng cho người bị da mụn. Năm là sữa rửa mặt Init Free White Pore là sản phẩm có bảng thành phần hoàn toàn từ tự nhiên như vỏ quýt, trà xanh và đất sét trắng. Nhờ vậy, sữa rửa mặt này giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, tẩy da chết và bổ sung thêm thêm dưỡng chất giúp da sáng, mờ thâm nám và chống oxy hóa hiệu quả, phù hợp với mọi loại da. Cuối cùng là dòng Init Free Forest For Men Oil Control, là loại sữa rửa mặt chuyên dùng cho phái mạnh với khả năng kiểm soát dầu nhờn vượt trội. Với tinh chất được chiết xuất từ cây thông, cây bách, cây tuyết tùng giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn từ sâu bên trong lỗ chân lông mang lại cảm giác detox cho làn da. Sản phẩm này rất phù hợp với làn da nam giới có lớp biểu bì dày nhé. Với những thông tin chi tiết về từng dòng sữa rửa mặt Innisfree chính hãng trên đây, hy vọng sẽ giúp bạn tìm được sản phẩm phù hợp với loại da của mình. Bởi làn da đẹp sẽ luôn giúp các chị em thêm tự tin, trẻ trung hơn mà sữa rửa mặt lại là bước mở đầu cho quá trình chăm sóc da. Vậy nên, hãy có lựa chọn chính xác để có được làn da đẹp như y nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Init Free hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.